Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn học tin học lớp 12, sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta sang bài số 2, trí tuệ nhân tạo trong khoa học và đời sống. Bài học trước chúng ta đã học về trí tuệ nhân tạo. Bài học này chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu xem việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các cái mặt của đời sống xã hội thì nó sẽ đem lại cái sự phát triển như thế nào nha. Đồng thời chúng ta cũng sẽ đi vào tìm hiểu một trong các cái hệ thống trí tuệ nhân tạo được xem là ưu việt nhất hiện nay, đó là ChatGPT, một cái hệ thống trí tuệ nhân tạo có tri thức, có khả năng suy luận, khả năng học. Và cuối cùng chúng ta cũng sẽ xem thử là với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo thì tương lai của con người sẽ đi về đâu nha. Chúng ta đi vào bài học ha. Chúng ta cùng xem một cái đoạn phim ngắn sau đây, một cái đoạn phim giả tưởng về tương lai của thế giới loài người khi mà chúng ta đã hoàn toàn bị thống trị bởi trí tuệ nhân tạo nha. Hiện tại chúng ta đang thừa hưởng rất là nhiều các lợi ích cũng như thành tựu từ trí tuệ nhân tạo. Thế thì cuộc sống của chúng ta, tất cả các cái mặt đời sống xã hội của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào khi mà chúng ta ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào trong cuộc sống của chúng ta? Và trong tương lai khi mà trí tuệ nhân tạo nó đã phát triển lên một cái tầm cao mới thì cuộc sống của chúng ta có phải đối mặt với các cái rủi ro hay là các cái nguy cơ nào hay không? Thế giới loài người có phải sẽ bị thống trị hoàn toàn, bị tiêu diệt hoàn toàn bởi trí tuệ nhân tạo như trong cái đoạn video vừa rồi hay không? Tất cả câu hỏi đó đi vào bài học này, chúng ta sẽ có câu trả lời nha. Chúng ta đi vào nội dung thứ nhất của bài học, trí tuệ nhân tạo và sự phát triển của một số lĩnh vực. Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu xem là các cái lĩnh vực khoa học, đời sống xã hội khi mà ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thì nó đã phát triển như thế nào hết. Trước hết là với hệ chuyên gia, chúng ta sẽ xem thử người ta đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào trong cái hệ chuyên gia này như thế nào và nó đã đem lại các cái thay đổi gì nha. Nhưng mà đầu tiên chúng ta phải hiểu hệ chuyên gia là gì hết. Hệ chuyên gia là một cái chương trình máy tính được xây dựng dựa trên nền tảng kiến thức chuyên môn của các chuyên gia trong một lĩnh vực nhất định. Mục đích chính của hệ chuyên gia là hỗ trợ ra quyết định và giải quyết các cái vấn đề phức tạp thông qua việc áp dụng kiến thức chuyên môn. Chúng ta lấy ví dụ nha, ví dụ như là cái chương trình chẩn đoán bệnh này ha. Đây là một ví dụ về hệ chuyên gia trong lĩnh vực y học nha. Như vậy cái chương trình này nó sẽ cần có các cái kiến thức chuyên môn về y tế do các cái chuyên gia trong lĩnh vực y tế cung cấp nha. Ví dụ như là căn bệnh cảm cúm chẳng hạn thì nó sẽ bao gồm các cái triệu chứng như là ho, sổ mũi, sốt cao vân vân. Đó là cái kiến thức chuyên môn và các cái kiến thức đó nó sẽ cần phải có trong cái chương trình này. Do đó khi mà người dùng nhập vào các cái thông tin về triệu chứng thì chương trình nó sẽ căn cứ vào các cái kiến thức chuyên môn đó để mà đưa ra các cái kết luận về căn bệnh mà người dùng đang mắc phải nha. Đây chính là một ví dụ về cái hệ chuyên gia ha. Hay chúng ta có một cái hệ chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn hướng nghiệp chẳng hạn. Thì cái chương trình này nó sẽ cần có các cái kiến thức chuyên môn về việc làm, về hướng nghiệp do các cái chuyên gia trong lĩnh vực này cung cấp. Và khi mà chúng ta cần tư vấn về nghề nghiệp, chúng ta đưa ra các cái yêu cầu, các cái câu hỏi và cái chương trình này nó sẽ dựa vào các cái kiến thức chuyên môn đó để mà đưa ra các cái lời tư vấn hợp lý cho chúng ta ha. Vậy thì trí tuệ nhân tạo đã được ứng dụng trong hệ chuyên gia như thế nào? Đây là cái sơ đồ hoạt động của một cái hệ chuyên gia nha, gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, knowledge base, đây là cái kiến thức chuyên môn do các cái chuyên gia cung cấp nha. Thứ hai là rules, tức là các cái quy tắc. Người ta dựa vào các cái quy tắc này để mà suy ra kết quả và đưa ra quyết định. Chúng ta lấy ví dụ nha, ví dụ như là ở đây, cái quy tắc là nếu như mà có đầy đủ 4 triệu chứng, ho, sổ mũi, nhức đầu và sốt cao
thì kết luận là đang bị cảm cúm. Thì đó là một ví dụ về cái quy tắc để suy ra kết quả. Còn phần thứ ba, user interface là cái giao diện người dùng, tức là người sử dụng sẽ nhập thông tin câu hỏi vào trong cái giao diện này và chương trình nó sẽ đưa ra kết quả cũng ở cái giao diện này. Ví dụ người dùng sẽ nhập vào là tôi đang mắc các cái triệu chứng gồm có ho, sổ mũi, đau đầu và sốt cao, thì chương trình đó sẽ ngay lập tức đưa ra cái kết quả là bạn đang bị cảm cúm. Đây là một cái ví dụ về hoạt động của một cái hệ chuyên gia. Và đây là cách một cái hệ chuyên gia nó ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Chúng ta lấy ví dụ một cái hệ chuyên gia trong lĩnh vực giới tính ha. Ở đây là một cái chương trình cung cấp cái danh xưng cho các cái giới tính nha. Kiến thức ở đây bao gồm thứ nhất là cái câu hỏi what is the gender, giới tính của bạn là gì. Nếu câu trả lời là male tức là nam, thì title tức là cái danh xưng sẽ là Mr. Còn nếu như mà câu trả lời là nữ female, thì sẽ tiếp tục đặt câu hỏi thứ hai là bạn đã có gia đình chưa. Nếu như câu trả lời là no tức là chưa có gia đình, thì cái danh xưng sẽ là Miss. Còn nếu như câu trả lời là yes tức là đã có gia đình rồi thì danh xưng sẽ là Miss C. Nếu như trong trường hợp câu trả lời cho câu hỏi what is the gender không phải là male cũng không phải là female, câu trả lời là neither male nor female tức là không phải nam cũng không phải nữ, thế thì phải làm sao? Chương trình nó sẽ đưa ra một cái gợi ý để người dùng nhập vào. Tức là ở đây trong trường hợp bạn không phải là nam cũng không phải là nữ, vậy thì bạn muốn có cái danh xưng là gì? Giả sử người dùng sẽ nhập vào cái danh xưng là Miss cho trường hợp không phải là nam cũng không phải là nữ hết. Từ Miss này là viết tắt của từ này, Mr. Là hỗn hợp nha. Danh xưng dành cho giới tính không phải là nam cũng không phải là nữ. Và đây là cái kiến thức mới, nó chưa có trong cái kho tàng kiến thức của cái hệ chuyên gia, và cái kiến thức mới này nó sẽ được chương trình bổ sung vào cái kho tàng kiến thức đang có của hệ chuyên gia hết. Ở đây hệ chuyên gia nó đã ứng dụng một cái đặc trưng của trí tuệ nhân tạo, đó là khả năng tự học từ dữ liệu, dữ liệu đây ha, khả năng tự học để mà hình thành nên được cái tri thức này. Đây là cái tri thức mới mà hệ chuyên gia nó đã tự học được từ cái dữ liệu đấy ha. Và cái tri thức mới này sẽ được bổ sung vào trong cái kho tàng tri thức của cái hệ chuyên gia. Như vậy là cái kho tàng tri thức của hệ chuyên gia nó sẽ ngày càng phong phú đa dạng hơn và cái hệ chuyên gia nó cũng sẽ trở nên thông minh hơn nha. Tóm lại, nhờ có trí tuệ nhân tạo, hệ chuyên gia đã có khả năng tự học từ dữ liệu để mà tự hình thành tri thức dựa trên dữ liệu. Đây là cái tri thức mà nó đã tự học hết. Bây giờ với bất cứ cái giới tính nào, nam, nữ, không phải nam, không phải nữ, thì chương trình nó cũng đều có thể cung cấp cho chúng ta một cái danh xưng hợp lý hết. Đây là một cái ví dụ về sự phát triển của cái hệ chuyên gia nhờ vào trí tuệ nhân tạo. Thứ hai là trong lĩnh vực y học và chăm sóc sức khỏe, chúng ta cùng xem cái video sau đây nha. Giả sử ở đây chúng ta bị đau đầu và chúng ta sẽ đến bệnh viện để khám bệnh nha. Tại bệnh viện, bác sĩ sẽ yêu cầu chúng ta chụp cắt lớp ha. Đây là một bức ảnh chụp cắt lớp não bộ của chúng ta. Đây ha. Và trí tuệ nhân tạo nó sẽ sử dụng các cái hình ảnh này nha. Nó sẽ kiểm tra các cái tế bào bị lỗi trong các cái bức ảnh này. Sau đó nó sẽ thực hiện so sánh đối chiếu với hàng trăm hàng ngàn các cái bức ảnh khác của các cái bệnh nhân khác hoặc là của người bình thường, từ đó tìm ra cái tỷ lệ cái tế bào bị lỗi và tính ra được cái xác suất bị bệnh của bệnh nhân nha. Cái kết luận của trí tuệ nhân tạo nó sẽ được các bác sĩ sử dụng để tham khảo, từ đó đưa ra được các cái chẩn đoán bệnh chính xác hơn hết. Qua cái ví dụ vừa rồi chúng ta thấy là với cái việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cái lĩnh vực y học thì nó đã hỗ trợ các bác sĩ đưa ra được các cái chẩn đoán bệnh và hướng điều trị chính xác và kịp thời, đồng thời nâng cao cái hiệu quả điều trị bệnh hết. Thứ ba là trong lĩnh vực giao thông vận tải, chúng ta xem cái ví dụ sau đây nha. Đây là một cái trường hợp giao hàng tự động. Chúng ta sẽ có một cái xe giao hàng đấy ha. Chúng ta đặt hàng vào trong xe và nhập vào cái địa chỉ của người nhận. Xe này nó sẽ chạy đến cái địa chỉ của người nhận nha.
đến được địa chỉ người nhận, nó thông báo cho người nhận, người nhận chỉ cần ra lấy hàng vào, sau đó nó sẽ trở về nhà kho. Chúng ta thấy là toàn bộ quy trình nó tự động hoàn toàn, không có sự can thiệp của con người nha. Như vậy, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo thì nhiều hoạt động của giao thông vận tải sẽ được tự động hóa, không cần sự can thiệp của con người, ví dụ như là vận chuyển hành khách, giao hàng, vân vân. Cái việc tự động hóa này nó sẽ tiết kiệm được nhân lực và chi phí ha. Đây là cái sự phát triển của ngành giao thông vận tải nhờ vào trí tuệ nhân tạo. Thứ tư là trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, chúng ta lấy ví dụ ha, bây giờ chúng ta ra ngân hàng thì chúng ta không cần phải làm việc với các cái giao dịch viên nữa ha. Đã có các cái robot AI, các cái chatbot AI thực hiện các công việc thay thế cho giao dịch viên nha. Ví dụ ở đây chúng ta có thể thực hiện rút tiền nha. Hoặc là chúng ta có thể thực hiện các cái thanh toán thương mại, mở tài khoản cũng với các cái robot AI hay là các cái chatbot AI. Đây chúng ta đang thực hiện tạo tài khoản ngân hàng đấy ha. Rồi, như vậy là chúng ta thấy cái ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong cái lĩnh vực tài chính ngân hàng là các cái chatbot AI đấy, các cái chatbot AI hay là các robot AI nó sẽ được sử dụng thay thế các cái giao dịch viên để mà tương tác với khách hàng, thực hiện các cái giao dịch đơn giản như là rút tiền mặt, thanh toán thương mại, mở tài khoản, vân vân. Việc này nó sẽ giúp tăng tốc độ xử lý và giảm chi phí vận hành cho các cái ngân hàng ha. Còn đây là trong lĩnh vực sản xuất ha. Trước hết là chúng ta thấy người ta sử dụng các cái drone AI. Đây là các cái AI drone, nó hỗ trợ giám sát cây trồng nha. Hỗ trợ ở đây là hỗ trợ phát hiện các cái côn trùng mà gây bệnh, các cái sâu bọ gây bệnh. Phát hiện rồi thì nó sẽ thực hiện phun thuốc để diệt côn trùng, diệt các cái sâu bọ phá hoại này nha. Đây. Hay là người ta sẽ sử dụng các cái AI Big Data để mà phân tích đặc điểm của cái khu vực đất trồng trọt nha. Tức là cái vùng đất đó sẽ cần nhiều hay là ít nước. Từ đó nó sẽ thực hiện cái việc tưới tiêu sao cho tiết kiệm nước ha. Còn đây là các cái robot AI. Robot AI nó sẽ được những người nông dân sử dụng để mà thay thế nông dân thực hiện thu hoạch các cái mùa vụ nha. Rồi, như vậy là chúng ta thấy là trong lĩnh vực sản xuất thì AI nó đã được sử dụng rất là nhiều nha. Ví dụ như AI drone thì hỗ trợ giám sát cây trồng, phát hiện và phun thuốc diệt côn trùng sâu bọ phá hoại. Còn AI Big Data thì phân tích đặc điểm khu vực đất trồng trọt cần nhiều hay ít nước để thực hiện tưới tiêu cho tiết kiệm. Và AI robot thì thực hiện thu hoạch mùa vụ, vân vân. Và đây là ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giáo dục. Một cái ví dụ là sử dụng trí tuệ nhân tạo để mà chỉnh sửa cái cách phát âm trong việc học ngoại ngữ nha. Đây ha, người ta sẽ thâu âm cái cách phát âm của chúng ta lại nha. Sau đó người ta sẽ sử dụng cái công nghệ nhận dạng giọng nói của trí tuệ nhân tạo để mà phân tích cái cách phát âm của chúng ta, phân tích cách phát âm của người học nha. Phân tích để làm gì? Để sau đó trí tuệ nhân tạo nó sẽ đem so sánh với cách phát âm chuẩn của người bản xứ, nó tìm ra được cái điểm khác biệt và nó sẽ đề xuất cách phát âm thay đổi cho phù hợp, tức là làm sao mà phát âm cho giống với người bản xứ ha. Thì đây là cách mà người ta ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giáo dục, cụ thể trong ví dụ này là trong lĩnh vực học ngoại ngữ. Tóm lại, trí tuệ nhân tạo nó có ảnh hưởng rất là to lớn đến cuộc sống của chúng ta nha. Trí tuệ nhân tạo nó có tiềm năng rất lớn, nếu như mà chúng ta ứng dụng vào cuộc sống của chúng ta thì sẽ thấy được những cái lợi ích rất là rõ rệt. Qua các cái ví dụ ở trên thì chúng ta thấy là hầu hết các cái lĩnh vực của đời sống và khoa học công nghệ nó đã phát triển mạnh mẽ dựa trên các cái thành tựu của trí tuệ nhân tạo hết. Từ đó chúng ta phải công nhận là trí tuệ nhân tạo là một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại của chúng ta hết. Câu hỏi của phần 1,
Hãy chỉ ra một vài lĩnh vực có sự phát triển đột phá nhờ những thành tựu của trí tuệ nhân tạo. Một vài lĩnh vực có sự phát triển đột phá nhờ vào những thành tựu của trí tuệ nhân tạo như là xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xe tự lái, dự đoán thị trường tài chính, chẩn đoán y tế, tối ưu hóa sản xuất, tư vấn cá nhân và quảng cáo, nhận dạng giọng nói và khuôn mặt, vân vân. Chúng ta sang nội dung thứ hai của bài học, trí tuệ nhân tạo và một vài cảnh báo. Trước hết chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu một cái loại trí tuệ nhân tạo, một loại AI, đó là AI tạo sinh nha. Từ lúc ra đời cho đến thời điểm hiện tại thì cái trí tuệ nhân tạo mà chúng ta đang nghiên cứu phát triển đó là trí tuệ nhân tạo yếu hay là trí tuệ nhân tạo hẹp nha. Chúng ta chưa đạt được đến cái trình độ trí tuệ nhân tạo mạnh, và trí tuệ nhân tạo tạo sinh hay là AI tạo sinh là một cái bước trung gian hay là một cái bước quá độ từ trí tuệ nhân tạo yếu lên trí tuệ nhân tạo mạnh nha. Vậy AI tạo sinh là gì? AI tạo sinh là một dạng trí tuệ nhân tạo nhưng mà chủ yếu tập trung vào việc xây dựng các cái thuật toán và mô hình có thể tạo ra các cái nội dung một cách tự động. Các cái nội dung này nó có thể ở dưới dạng văn bản, âm thanh hoặc là hình ảnh nha. Chúng ta lấy ví dụ nha. Ở đây người dùng sẽ yêu cầu AI tạo ra một cái nội dung, đó là hình ảnh một cái chú mèo rất là dễ thương đang ngồi bên bờ biển. Và đây chính là cái sản phẩm do AI tạo ra. Hình ảnh một chú mèo dễ thương ngồi bên bờ biển. Thì đây chính là ví dụ về AI tạo sinh. Chúng ta thấy là nó tạo ra một cái nội dung một cách tự động, nội dung đây ở dưới dạng hình ảnh nha. Với AI tạo sinh thì chúng ta có thể yêu cầu nó viết bài luận, làm thơ, soạn nhạc, vẽ hình, tạo video, viết thư, thiết kế, sửa lỗi lập trình, vân vân. Các cái ví dụ về AI tạo sinh hiện có đó là ChatGPT do hãng OpenAI tạo ra, hay là Microsoft Bing, Google Bard, GitHub Copilot, vân vân. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu một trong các AI tạo sinh đang được sử dụng rất là phổ biến hiện nay, đó là ChatGPT. Thế thì ChatGPT nó có những đặc điểm nào? Trước hết là khả năng xử lý ngôn ngữ. Tức là ChatGPT nó có thể đọc và hiểu được các cái câu hỏi mà người dùng nhập vào. Người dùng sẽ nhập vào những cái câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên nha. Tức là những cái ngôn ngữ mà con người đang sử dụng. Hầu hết các ngôn ngữ hiện nay trên thế giới, ChatGPT nó đều có thể đọc và hiểu được nha. Đặc điểm thứ hai là khả năng suy luận. ChatGPT nó được huấn luyện để hiểu và phân tích câu hỏi từ người dùng, sau đó sử dụng những cái tri thức mà nó đã học để đưa ra phản hồi nha. Chúng ta lấy ví dụ ha, ở đây chúng ta đưa vào một cái yêu cầu là giải phương trình 2x cộng 3 bằng 0, và đây là câu trả lời của ChatGPT. Thì để có được câu trả lời này, trước hết ChatGPT nó phải hiểu được cái câu hỏi của người dùng. Đây, câu hỏi này nó phải hiểu được cái câu hỏi. Thứ hai là nó phải có kiến thức về toán học thì nó mới giải được nha. Kiến thức về toán học đó chúng ta sẽ dạy nó ha. Và đây là ba cái bước để giải cái phương trình này. Nó đã thực hiện đúng theo ba bước đây và cho ra kết quả chính xác nha. Thì đây chính là cái khả năng suy luận của ChatGPT. Đặc điểm thứ ba là khả năng học nha. Khả năng học ở đây tức là khi gặp những câu hỏi hoặc là thông tin chưa biết thì ChatGPT nó có thể thu thập và học từ cái dữ liệu mới để mà cải thiện cái tri thức của nó, giúp cho cái hệ thống nó thông minh hơn ha. Chúng ta lấy ví dụ nha. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt một cái câu hỏi cho ChatGPT, nhân vật thì nở đẹp hay xấu. Nó không biết cái câu trả lời, do đó chúng ta thấy nó trả lời sai nha. Câu trả lời của nó là nhân vật thì nở trong truyện Chí Phèo được mô tả là một cô gái xinh đẹp về ngoại hình. Đây là một câu trả lời hoàn toàn sai do nó không có kiến thức hay là nó không có thông tin về cái câu hỏi của chúng ta. Thì sau đó chúng ta cung cấp thông tin cho nó. Đây, sai rồi, nhân vật thì nở rất xấu nhé. Đây là thông tin mà chúng ta cung cấp cho ChatGPT. Thì từ cái thông tin mà chúng ta cung cấp đây thì ChatGPT nó thu thập, nó học để mà cho ra một cái kiến thức mới. Đây là cái câu trả lời mới của nó. Xin lỗi về sự nhầm lẫn. Thì nở không phải là một nhân vật có nét đẹp bên ngoài trong truyện Chí Phèo. Thì nở được mô tả là một người phụ nữ xấu xí cả về hình dáng và tính cách. Đây là kiến thức mới mà ChatGPT nó đã học được từ cái dữ liệu mà chúng ta cung cấp. Đây ha. Và nhờ có những kiến thức mới mà nó học được này mà cái hệ thống nó ngày càng thông minh hơn nha. Đây là cái khả năng học của ChatGPT ha. Đặc điểm thứ tư là khả năng tổng hợp tri thức. Tức là đối với những cái câu hỏi mà mang tính phân tích và tổng hợp
thì ChatGPT nó cần phải có nhiều dữ liệu, thu thập nhiều dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau nha, để mà nó đưa ra được một cái câu trả lời chính xác ha. Ví dụ nha, chúng ta sẽ đưa ra một cái yêu cầu là viết một bài luận khoảng 200 từ trình bày giải pháp hạn chế ô nhiễm tiếng ồn tại Việt Nam. Thì để viết ra được một cái bài luận như thế này, nó cần phải có rất là nhiều kiến thức, nhiều cái dữ liệu, và nó sẽ phải thu thập dữ liệu đó từ nhiều nguồn khác nhau. Ví dụ nó thu thập từ các cái dữ liệu trên internet, rồi những cái dữ liệu mà chúng ta cung cấp cho nó, vân vân. Đây chính là cái bài luận mà nó đã đưa ra cho chúng ta ha. Đọc cái bài luận này, chúng ta sẽ thấy là kiến thức trong này nó rất là nhiều, nó tổng hợp được rất là nhiều kiến thức từ rất là nhiều nguồn ha. Đây chính là cái khả năng tổng hợp tri thức của ChatGPT. Qua các cái đặc điểm này, chúng ta thấy là ChatGPT cũng như là các cái AI tạo sinh khác, nó đã đưa trí tuệ nhân tạo đạt đến một cái trí tuệ gần giống với con người rồi ha. Tóm lại, chúng ta thấy là việc phát triển của AI tạo sinh nó tạo ra một cái kỳ vọng trong tương lai chúng ta có thể phát triển thành công AI mạnh nha. AI mạnh là AI mà có năng lực trí tuệ như con người, bao gồm cả khả năng áp dụng tri thức từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác. Đây là một cái đóng góp của AI tạo sinh trong cái quá trình phát triển của trí tuệ nhân tạo nha. Tiếp tục, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cảnh báo từ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo ra đời và phát triển như vũ bão, và chúng ta đã ứng dụng các cái thành tựu của trí tuệ nhân tạo vào trong tất cả các mặt của đời sống xã hội của chúng ta. Thì ngoài những lợi ích mà chúng ta có được từ trí tuệ nhân tạo, thì sự phát triển của trí tuệ nhân tạo nó có đem lại cái rủi ro hay là nguy cơ gì cho cuộc sống của chúng ta hay không? Câu trả lời là có nha. Thứ nhất là áp lực thất nghiệp. Chúng ta cùng xem cái video sau đây để xem thử là trí tuệ nhân tạo nó đã có thể thay thế được những cái công việc nào nha. Đầu tiên là các cái công việc lắp ráp trong nhà máy xí nghiệp ha, hoàn toàn được thực hiện bởi robot AI. Còn đây là công việc giao hàng, đây là công việc lái xe, còn đây là phân tích dữ liệu, đây là giao dịch với khách hàng, pha cà phê, nấu ăn và thậm chí hỗ trợ bác sĩ để thực hiện các ca phẫu thuật. Chúng ta thấy là hầu hết các cái công việc đơn giản và lặp lại đều có thể được thay thế bởi các cái robot trí tuệ nhân tạo ha, robot AI. Thậm chí các cái chuyên viên trong lĩnh vực tư vấn hay là hỗ trợ khách hàng cũng có thể được thay thế bởi các cái chatbot AI. Chúng ta thấy là rất là nhiều các cái công việc nó hoàn toàn có thể được thay thế bởi các cái robot AI, do đó nó làm tăng cái áp lực thất nghiệp ha. Thứ hai là ảnh hưởng đến quyền riêng tư. Trí tuệ nhân tạo nó có thể thu nhập dữ liệu cá nhân của người dùng, dẫn đến là cái quyền riêng tư có thể bị lạm dụng nha. Tức là trí tuệ nhân tạo nó có thể sử dụng các cái thông tin cá nhân như là hình ảnh, âm thanh, giọng nói hay là các cái đoạn clip riêng tư vào mục đích xấu. Chúng ta lấy ví dụ như là cái trường hợp này, đây là một trường hợp người ta đã sử dụng cái trí tuệ nhân tạo để giả giọng nói của người khác. Việc giả giọng nói của người khác có thể phục vụ cho các cái mục đích xấu như là nhạo báng hay là lừa đảo, vân vân. Hello, my name is Stang. How are you? I'm fine, thank you. And you? Hello, my name is Stang. How are you? I am fine, thank you. Thứ ba là khả năng thiếu minh bạch. Chúng ta đã biết là các cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo thường là do các cái tổ chức tư nhân hay là các cái cá nhân phát triển nha. Và chúng ta không biết được là cái cách thức hoạt động cũng như là mục đích của các cái ứng dụng này là nó như thế nào, bởi vì người ta không có công khai. Do đó dẫn đến cái hiện tượng là thiếu minh bạch. Ví dụ như là thông tin cá nhân của chúng ta chẳng hạn. Thì các cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo nó có thể lấy các cái thông tin cá nhân của chúng ta, nhưng cách thức lấy như thế nào, nó lấy một cách lén lút hay công khai, rồi mục đích của nó lấy nó có sử dụng vào các cái mục đích xấu hay không, chúng ta hoàn toàn không biết. Do đó ở đây người ta gọi là cái khả năng thiếu minh bạch, nó dẫn đến là gây lo ngại về vấn đề an ninh an toàn nha. Thứ tư là rủi ro về an ninh an toàn. Chúng ta lấy ví dụ trường hợp này. Đây là trường hợp giả mạo khuôn mặt hay còn gọi là deepfake. Người ta sử dụng trí tuệ nhân tạo để thực hiện giả mạo khuôn mặt nha. Mục đích để làm gì? Ví dụ như là để mở khóa điện thoại của các cái điện thoại thông minh hết. Thì như chúng ta thấy là với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện các cái việc giả mạo này. Không chỉ giả mạo khuôn mặt, người ta còn có thể giả mạo giọng nói rồi tạo ra các cái phần mềm độc hại.
mục đích là để truy cập trái phép vào các cái hệ thống, ví dụ như điện thoại, vào tài khoản ngân hàng, vân vân, tấn công hoặc là làm thay đổi dữ liệu, vân vân. Đó là các cái rủi ro về an ninh an toàn khi mà trí tuệ nhân tạo nó phát triển ha. Đây là một số các cái nguy cơ mà chúng ta có thể thấy được từ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo nha. Vậy thì cảnh báo đưa ra là gì? Thứ nhất là đối với những cái người mà phát triển các cái ứng dụng AI, cần có những ràng buộc mang tính pháp lý với việc phát triển và ứng dụng AI trong một số lĩnh vực đặc biệt ảnh hưởng đến sinh mạng con người, như là điều khiển vũ khí sát thương, hay là liên quan đến vấn đề đạo đức như là kết hợp não người và não robot. Những cái lĩnh vực đặc biệt này thì chúng ta cần phải có những cái quy định pháp luật đối với những cái người mà tạo ra các cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo liên quan đến các cái lĩnh vực đặc biệt này nha. Còn đối với những người dùng AI thì chúng ta biết là bản thân trí tuệ nhân tạo thì nó không xấu nha. Nhưng mà trí tuệ nhân tạo nó có thể bị lạm dụng, bị sử dụng vào các cái mục đích xấu. Do đó cần phải giáo dục đạo đức, pháp luật và xây dựng văn hóa cho các cái người dùng trí tuệ nhân tạo hết. Đây là những cảnh báo mà chúng ta cần đưa ra khi mà trí tuệ nhân tạo nó đã phát triển lên đến một cái tầm cao mới hết. Câu hỏi của phần 2, câu 1. Trên cơ sở các phân tích về khả năng xử lý ngôn ngữ của ChatGPT ở trên, hãy chỉ ra một vài ví dụ ứng dụng AI cũng có khả năng đọc hiểu, trả lời câu hỏi của người dùng. Ngoài ChatGPT ra thì cũng còn có nhiều cái ứng dụng AI khác nữa mà nó cũng có khả năng đọc hiểu và trả lời câu hỏi của người dùng. Ví dụ như là công cụ tìm kiếm Google ha, hay là trợ lý ảo Cortana, trợ lý ảo Siri, hệ thống trả lời tự động trong dịch vụ khách hàng, hệ thống hỏi đáp trong lĩnh vực y tế, vân vân. Câu hỏi thứ hai, hãy nêu một số nguy cơ có thể xảy ra liên quan tới việc phát triển AI. Các cái nguy cơ có thể xảy ra liên quan đến việc phát triển AI bao gồm, thứ nhất là áp lực thất nghiệp. AI có thể tạo ra những công việc mới nhưng cũng sẽ thay thế nhiều công việc hiện tại. Các công việc đơn giản và lặp lại có thể bị thay thế bởi các robot AI tự động. Các cái chuyên viên trong lĩnh vực tư vấn hay là hỗ trợ khách hàng có thể được thay thế bởi các chatbot AI. Nguy cơ thứ hai là ảnh hưởng đến quyền riêng tư. AI thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng dẫn đến quyền riêng tư bị lạm dụng. AI có thể sử dụng thông tin cá nhân như hình ảnh, âm thanh, giọng nói hay các đoạn clip riêng tư vào mục đích xấu. Nguy cơ thứ ba là khả năng thiếu minh bạch. AI do các tổ chức tư nhân phát triển và không được công khai dẫn đến sự thiếu minh bạch, gây lo ngại về an ninh. Và nguy cơ thứ tư là rủi ro về an ninh an toàn. Sử dụng AI có thể tạo ra các phần mềm độc hại, giả mạo giọng nói hay khuôn mặt để mà truy cập trái phép vào hệ thống, tấn công hoặc là thay đổi dữ liệu. Đây là các cái nguy cơ có thể xảy ra liên quan đến sự phát triển của AI nha. Tiếp tục bài học, chúng ta sang phần luyện tập. Câu 1 của phần luyện tập, ChatGPT là hệ thống AI sử dụng ngôn ngữ để tương tác với con người. Hãy nêu một vài ứng dụng AI sử dụng hình ảnh để tương tác. Một vài ứng dụng AI sử dụng hình ảnh để tương tác với con người. Chúng ta lấy ví dụ như là ứng dụng nhận dạng khuôn mặt chẳng hạn. Thì để tương tác với hệ thống, chúng ta sẽ đưa cái hình ảnh khuôn mặt của chúng ta vào để hệ thống nó nhận dạng. Thì đây là một cái ứng dụng sử dụng hình ảnh để mà tương tác ha. Hay là ứng dụng mua sắm chẳng hạn, chúng ta sẽ chọn các cái mặt hàng qua hình ảnh của các mặt hàng ha. Như vậy ở đây chúng ta cũng tương tác với hệ thống bằng hình ảnh. Rồi ứng dụng làm đẹp ảnh và chế ảnh tự động, thì chúng ta sẽ đưa vào hệ thống các cái bức ảnh để mà hệ thống nó thay đổi chỉnh sửa, vân vân. Thì đây cũng là tương tác bằng hình ảnh nha. Câu 2, vì sao cần ngăn cấm việc giao toàn quyền quyết định cho AI điều khiển vũ khí sát thương? Chúng ta cần ngăn cấm việc giao toàn quyền quyết định cho AI điều khiển vũ khí sát thương bởi vì một số lý do sau đây. Thứ nhất là do AI nó không có khả năng đạo đức và cảm thông như con người. Nó chỉ thực hiện theo lệnh và thuật toán được lập trình. Do đó AI nó có thể gây ra các cái vụ tàn sát vô nhân đạo hết. Rồi trong trường hợp không kiểm soát được AI, hậu quả khủng khiếp có thể xảy ra nếu như AI nó tự quyết định kích hoạt và sử dụng các cái loại vũ khí sát thương hàng loạt. Một lý do khác nữa là AI có thể gặp phải các cái kỹ thuật, các cái sự cố kỹ thuật không mong muốn. Điều này nó có thể dẫn đến các cái hành động gây tổn thương không cần thiết. Và cuối cùng là khi mà chúng ta giao toàn quyền cho AI trong việc điều khiển vũ khí sát thương, nó có thể tạo ra một cái hệ thống vũ khí tự động hoàn toàn, dẫn đến việc là xảy ra cuộc chiến tranh tự động mà không có sự can thiệp hoặc là kiểm soát từ con người. Đây là một số các cái lý do mà chúng ta không nên giao toàn quyền quyết định cho AI điều khiển vũ khí sát thương hết. Chúng ta sang phần cuối cùng của bài học, phần vận dụng.
yêu cầu của phần vận dụng, hãy tìm hiểu cách thức hoạt động của ứng dụng tìm đường trên Google Maps để nhận biết các cái biểu hiện thông minh của ứng dụng này. Đây là cách thức hoạt động của Google Maps. Trước hết là nó thu thập dữ liệu trên toàn cầu. Google Maps nó sử dụng hàng tỷ điểm dữ liệu từ hàng triệu người dùng trên khắp thế giới để mà cập nhật thông tin về giao thông, điểm đến, các cái địa điểm khác v.v. Dữ liệu này nó được cập nhật liên tục để mà đảm bảo tính chính xác và tin cậy ha. Thứ hai là phân tích giao thông thời gian thực. Google Maps nó sử dụng dữ liệu giao thông thời gian thực để đánh giá tình trạng giao thông trên các tuyến đường. Nó có khả năng dự đoán thời gian di chuyển dựa trên tình trạng giao thông hiện tại và lịch sử di chuyển trước đó. Ví dụ, ở cái thời điểm hiện tại, đoạn đường này đang có kẹt xe chẳng hạn, nó có thể là đánh giá được cái thời gian mà chúng ta đi trên cái đoạn đường này khi mà đoạn đường đang bị kẹt xe. Đó chính là cái khả năng phân tích giao thông thời gian thực. Thứ ba là đề xuất tuyến đường tối ưu. Dựa trên thông tin về giao thông và tình hình địa lý, Google Maps nó sẽ tự động đề xuất các cái tuyến đường tối ưu nhất cho người dùng, giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng. Ví dụ đi từ điểm A đến điểm B có nhiều cái cách đi, thì ở đây nó có thuật toán để tính toán giúp cho chúng ta cái đoạn đường nào là ngắn nhất và nó đề xuất cái đoạn đường đó cho chúng ta ha. Đây là khả năng đề xuất tuyến đường tối ưu. Thứ tư là tính năng ngày và đêm. Google Maps nó có khả năng thay đổi giao diện của các ứng dụng dựa trên thời gian trong ngày. Ví dụ ban ngày thì nó sử dụng giao diện này, ban đêm là giao diện này. Tức là vào ban đêm nó sẽ chuyển sang cái giao diện với màu sắc tối để mà giảm cái cường độ sáng, giúp cho người dùng dễ nhìn hơn. Đây là một cái tính năng cũng rất là nổi bật của Google Maps ha. Thứ năm là tính năng gợi ý điểm đến. Google Maps nó có khả năng gợi ý các cái địa điểm quan trọng xung quanh vị trí hiện tại hoặc là địa điểm đã tìm kiếm, bao gồm nhà hàng, khách sạn, cửa hàng và nhiều hơn nữa. Ví dụ chúng ta đang ở địa điểm này thì nó sẽ gợi ý cho chúng ta xung quanh đây có những cái địa điểm nào chúng ta có địch thể đi tham quan, những cái nhà hàng, khách sạn, bệnh viện v.v. Đây là cái tính năng gợi ý điểm đến nha. Và cuối cùng là tính năng tìm kiếm bằng giọng nói. Google Maps cho phép người dùng tìm kiếm và điều hướng bằng cách sử dụng giọng nói, giúp họ tương tác với ứng dụng một cách thuận tiện khi đang lái xe hoặc là di chuyển. Ví dụ khi chúng ta đang lái xe, chúng ta có thể tương tác với cái ứng dụng Google Maps bằng giọng nói. Chúng ta có thể ra lệnh cho Google Maps bằng giọng nói. Và Google Maps nó cũng có thể dẫn đường cho chúng ta bằng cách sử dụng giọng nói nha. Thì đây là cái tính năng tìm kiếm và dẫn đường bằng giọng nói của Google Maps. Qua các cái tính năng của Google Maps mà chúng ta vừa mới liệt kê thì chúng ta thấy ứng dụng Google Maps nó cũng khá là thông minh ha, có đầy đủ các cái đặc trưng của trí tuệ nhân tạo. Như vậy là chúng ta đã xong phần vận dụng và cũng kết thúc bài 2 tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe bài học. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc hay câu hỏi gì liên quan đến bài học thì hãy để lại comment ở bên dưới. Nếu các bạn thấy thích video này, cảm thấy video hữu ích, hỗ trợ các bạn rất là nhiều trong việc dạy và học thì hãy like, share, subscribe, đăng ký kênh hoặc là donate để ủng hộ cho chương trình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.